Liên tục chương trình mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa và bác sĩ Đỗ Văn Hội liên quan đến chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình vào hai ngày 6 và 7 tháng 4 này. Vâng, xin nhận lời cho anh Thái Hòa. Kính chào bác sĩ Đỗ Văn Hội, rất vui được bác sĩ trở lại với quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Tôi là bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, cũng là trưởng ban điều hành Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại. Trước hết xin kính chào phóng viên Thái Hòa và tất cả các thính giả. Thưa bác sĩ Đỗ Văn Hội, chúng tôi được tin ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Cộng sẽ đến Hoa Kỳ để tham dự cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trong hai ngày mùng 6 và 7 tháng 4 năm 2017 tại tiểu bang Florida. Xin bác sĩ cho biết cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ có dự định gì hay là có kế hoạch gì trước việc ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ không ạ? Thưa anh, sự có mặt của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình ở tại Hoa Kỳ mang nhiều vấn đề hết sức là quan trọng. Cái điều quan trọng thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai nước số 1 và số 2 thì nó cũng có những sự liên hệ quan trọng. Thứ hai là đặc biệt đối với lại người dân Việt Nam trong ngoài nước thì Tập Cận Bình là đại diện cho một nước đã từng là kẻ thù của dân tộc của chúng ta với 1.000 năm đô hộ. Và hiện nay chúng ta cũng đã biết là Trung Cộng đã gặm nhấm ở đất nước của chúng ta từ từ thế cái tầm ảnh ăn dâu như thế. Chúng ta không thể bỏ qua được sự kiện Tập Cận Bình ở đây. Do đó, cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ đã phối hợp cùng các cộng đồng địa phương là cộng đồng Việt Nam tiểu bang Florida, cộng đồng Nam Florida, các cộng đồng ở khắp Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Chúng ta phải làm một cái gì để phản kháng sự có mặt của Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình. Đồng thời, chúng ta nói với chính quyền của Tổng thống Donald Trump là phải hết sức thận trọng bởi vì cái tham vọng bành trướng của Cộng sản Tàu hết sức là nguy hiểm, chẳng những cho vùng Á Châu Thái Bình Dương mà cho toàn thế giới. Do đó, chúng tôi cũng dự tính thứ nhất là biểu tình tại nơi họp thượng đỉnh, tức là cái thành phố West Palm Beach. Và thứ hai là chúng ta cũng đưa ra một cái bản tuyên cáo lên án nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh đối với cái nền an ninh ở Biển Đông cũng như đặc biệt đối với đất nước của chúng ta. Và đặc biệt là chúng ta sẽ đăng một cái thư ngỏ open letter bằng tiếng Anh để gửi cho Tổng thống Trump, Quốc hội Hoa Kỳ, nhân dân Hoa Kỳ cũng như các nguyên thủy của các quốc gia trên thế giới về sự đe dọa và cái sự bành trướng của chế độ Bắc Kinh rất nguy hiểm. Và chúng ta sẽ đăng ở trên tờ báo Washington Times, một trang rất lớn trong một ngày, trước đó vài ngày, để báo động cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Đó là những cái công việc mà chúng ta dự tính làm. Thưa bác sĩ đánh giá thế nào về cái kết quả của cái việc vận động này đối với chính phủ Hoa Kỳ? Bác sĩ có nhiều hy vọng là chính phủ Hoa Kỳ sẽ có một cái thái độ nào phù hợp với những cái yêu cầu của chúng ta đối với ông Tập Cận Bình hay không, thưa bác sĩ? Thưa anh, chúng ta cũng đã biết là Tổng thống Donald Trump trước khi ông ra ứng cử thì ông đã nói rất nhiều đến Trung Cộng. Ông nói lên những cái âm mưu bành trướng của Trung Cộng, nhất là về vấn đề thương mại, mậu dịch và rất nhiều vấn đề khác. Đặc biệt thì hiện nay ông Trump cũng đã mời một tiến sĩ đặc biệt lo về mậu dịch, thì ông là đã viết một cuốn sách là Chết bởi Trung Cộng. Tức là ông Trump và chính phủ của ông Trump cũng đã có những cảnh giác về cái vấn đề mà đối với Trung Cộng. Thì nhân dịp này chúng ta cũng cần phải báo động, mà trước đây cái Tổng thống Obama chúng tôi cũng đã làm bao nhiêu lần, nhưng mà ông ấy chỉ có làm rất là sơ sài. Và hiện giờ đây chúng ta cũng cần làm thế nào để vận động chính phủ Hoa Kỳ cũng như Quốc hội và Tổng thống Trump thấy rằng là sự quan tâm của tất cả mọi sắc dân, nhất là cái sắc dân trực tiếp bị ảnh hưởng, đó là Việt Nam. Chúng ta cũng nói lên để làm thế nào để cho chính sách của Tổng thống Trump mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, mà ngăn chặn cái sự bành trướng của Cộng sản Tàu, chẳng những ở Biển Đông mà còn khắp nơi ở trên thế giới nữa, thưa anh. Thưa bác sĩ, kế hoạch vận động chính phủ Hoa Kỳ này chủ yếu gồm những cái công tác gì? Trước cuộc họp thượng đỉnh giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng là cái cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, là người gốc Việt Nam nhưng mà cũng là người công dân của Hoa Kỳ. Chúng ta cũng nói lên cái tiếng nói và cái thư ngỏ có nói lên được rất nhiều cái vấn đề, nhất là vấn đề của vi phạm trầm trọng nhân quyền của nhà cầm quyền Trung Cộng đối với lại nhân dân họ, mà lại còn khủng bố Hồng Kông, Tây Tạng, Hà Nội Mông, Duy Ngô Nhĩ vân vân. Và về an ninh lãnh thổ cũng vậy, chúng ta cũng đã biết là nó dung chướng chế độ Bắc Hàn để sở hữu vũ khí hạt nhân để đe dọa an ninh trong vùng, kể cả Hoa Kỳ, và lại lấn chiếm những cái phần lãnh thổ của Việt Nam với sự tiếp tay của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là cái đường lưỡi bò mà Trung Cộng đã bác bỏ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Ha ngày 12 tháng 7 2016 vừa qua. Nghĩa là và chúng tôi cũng nêu ra cái vấn đề kinh tế và môi trường, tức là đánh cắp các tài liệu dữ kiện bí mật của cá nhân, an ninh quốc phòng v.v., khoa học thương mại,
và cũng không tuân thủ với luật lệ quốc tế WTO thương mại mậu dịch, còn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ở tại nội địa cũng như trên biển và sản xuất những cái hàng hóa thực phẩm độc hại, hàng giả, hàng bắt chước v.v. Và chúng tôi cũng đã nêu ra là trong thời gian qua, cái chính sách của Hoa Kỳ không đủ mạnh để ngăn chặn những nguy cơ trên, để bảo vệ đồng minh, khiến cho Trung Cộng đã lộng hành, độc chiếm Biển Đông, thực hiện ý đồ bành trướng trên thế giới. Vì thế, chúng tôi đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump và các nguyên thủ các quốc gia cần có một chính sách và thái độ cương quyết hơn để bảo vệ nhân quyền cho dân tộc Trung Hoa và bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của các quốc gia trong vùng, cũng như quyền lợi nền an ninh của Hoa Kỳ. Và đặc biệt đó, chúng tôi cũng yêu cầu quốc tế can thiệp để nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế La Hague ngày 12 tháng 7 2016, và từ đó là trả lại cái chủ quyền tại Biển Đông cho các quốc gia Đông Nam Á, mà trong đó có Việt Nam. Như vậy là chúng ta sẽ đưa ra nhiều vấn đề và tôi cố gắng đưa lên dư luận quốc tế. Chẳng những thế, chúng ta cũng vận động cho quốc hội nữa, bởi vì thì chúng ta có cái sự liên hệ với quốc hội của Hoa Kỳ cũng rất là gắn bó, thì chúng ta cũng đưa vấn đề này ra và chúng ta cũng ủng hộ, nhất là ông McCain cũng ủng hộ chúng ta. Và ở đây có ông Marco Rubio, thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida cũng đã đưa vấn đề Trung Cộng ra, thì chúng ta làm tất cả mọi thứ để chính phủ Trump có một chính sách buộc Trung Cộng phải tuân theo những luật lệ quốc tế về biển, để làm thế nào mà khi Cộng sản tàu mà suy yếu rồi đó, thì chắc chắn là Cộng sản Việt Nam không có chỗ đất đứng nữa và cũng sẽ tiêu đi thôi. Đấy là những cái điều mà chúng tôi nói tóm lược để quý vị biết. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã đến với quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Kính chúc bác sĩ luôn an mạnh. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, xin kính chào anh Thái Hòa và toàn thể quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi.